Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm điều hòa của xe Hoa Mai 6,5 tấn xe ben động cơ 90 kW. Với cái bộ sản phẩm điều hòa này gần như là đầy đủ, anh em về chỉ việc lắp ráp là xong. Bộ sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới mọi người trước tiên là quạt tản nhiệt dàn nóng công suất cao, ốp vừa với dàn 120W. Đây, 120W cánh chéo tải nhiệt rất cao. Đây là dàn nóng. Dàn nóng thì em gửi cho khách ngày hôm nay sẽ là dàn nóng 142332, gọi là dàn cuốn đấy ạ. Với cái dàn cuốn này thì cái tản nhiệt của nó tốt hơn. Và quạt dàn nóng này, dàn nóng lốc điều hòa 508, dàn lạnh bu ly trục cơ, bu ly tăng loại đẹp đấy, bu ly tăng loại đẹp đấy. Chân đế với cái dòng này thì nó sẽ lắp ở bên phụ. Công tắc AC này, công tắc AC 24V, dơ le ngắt lạnh, dơ le điện đấu bảo vệ quạt, phin lọc ga là phin 515, dòng phin rất là thông dụng đây, phin 515 của hãng Trưng Quê, giá bắt phin và van áp suất. Với cái bộ điều hòa này, vì tuyo thì em sẽ cắt sẵn cho anh em về sau đó rồi chúng ta tự ép thì nó sẽ dễ hơn. Vì một số anh em có yêu cầu là để về tự ép. Đâm ra là em sắp như thế này thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao thiếu tuyo. Vì tuyo là khi mà em đóng gói hàng thì em sẽ chuyển giao. Đấy, thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu chi tiết cụ thể những cái chi tiết của bộ điều hòa sử dụng cho xe Hoa Mai 6,5 tấn. Động cơ 90 kW xe ben. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu quan tâm tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.